biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt đây là quá trình thay đổi đáng kể trong khí hậu toàn cầu bao gồm sự gia tăng của nhiệt độ trái đất biến đổi mô hình mưa và gió cũng như sự tăng của mực nước biển biến đổi khí hậu gây ra nhiều tác động nghiêm trọng cho môi trường và cuộc sống của con người trên toàn cầu sự gia tăng của nhiệt độ trái đất là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của biến đổi khí hậu nhiệt độ trung bình toàn cầu đang tăng gây ra hiện tượng nóng lên của hành tinh điều này dẫn đến sự biến đổi trong mô hình thời tiết với các hiện tượng thời tiết cực đoan đợt nóng kéo dài và các cơn bão mạnh mẽ hơn các mô hình mưa và gió cũng bị ảnh hưởng gây ra hạn hán và lũ lụt làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn cung cấp nước sạch một tác động khác của biến đổi khí hậu là tăng của mực nước biển do nhiệt độ biển tăng và sự tan chảy của băng tuyết mực nước biển ngày càng tăng điều này đe dọa hàng triệu người sống ở các vùng ven biển trên khắp thế giới và có thể dẫn đến mất mất nhiều đất đai và đô thị lớn biến đổi khí hậu không chỉ là một vấn đề môi trường mà còn có tác động đối với kinh tế sức khỏe và an ninh thực phẩm việc giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đòi hỏi sự hợp tác quốc tế và các biện pháp cụ thể để giảm thiểu phát thải khí nhà kính thúc đẩy năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường